Hello, chào nhầm, sau mình nhầm để mình channel YouTube của mình ạ nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục trở lại với mình bọc tiền mình nhầm nhá. Mức vốn hiện tại mình mang vào là 200k anh em ạ. Giờ mình sẽ kết hợp trên quầy thú tiếp cho anh em xem tham khảo hôm nay với mức vốn 200 nhá. Ở đây mình sẽ tham khảo về những cửa gần nhất như thế nào là anh em này. Đây rồi, tiếp tục lái về cửa thú rồi anh em ạ. Ở đây mình đã biết được là anh em ạ. Ở dưới hai cửa thủ về gần nhất thì dưới có ba cửa chim rất dấu hiệu về cửa thủ rất cao anh em nhá. Mình sẽ lựa chọn đầu tiên với x2 gặp tiếp luôn anh em này, 200. Đấy rồi, xem cửa đầu tiên có thành công cho mình không. Ok anh em này, rồi mình sẽ quay luôn anh em nhá. Đấy rồi, chắc chắn rồi anh em ạ. Cửa đầu tiên mình đã kết hợp thành công về hai với cửa thủ anh em ơi. Đây, như vậy là về hai cửa x6 anh em này, thỏ anh em nhá. Đó, cửa đầu tiên thành công thì bây giờ mình đã có lên 400 rồi. Đó, thì tiếp theo thì mình sẽ trở lại tiếp với cửa thủ anh em này. Như vậy là mạng hơi lag anh em ạ, mình không thể vào được. Không thể vào được anh em ơi. Đó. Lag luôn anh em ơi, do mạng rồi. Không sao anh em nhé, chờ một chút xíu thôi. Rồi anh em này, như vậy là mình chỉ vào được 30k bên cửa thủ thôi. Mạng hơi lag anh em ạ. Rồi không sao anh em ơi, được 30k cũng ngon rồi. Như vậy là hai cửa đầu tiên vẫn về với cửa thủ anh em ạ. Về đôi thỏ xong này, tiếp tục về cửa khỉ này. Rồi thì mình sẽ kết hợp cửa thứ ba anh em nhá. Như vậy là mình sẽ vẫn vào luôn là x2 cửa thú tiếp anh em ơi. Bởi vì đã về bốn cửa rồi. Rất cao cửa này sẽ tiếp tục anh em nhá. Rồi, có thành công cho mình không? Ui trời ơi, cửa thỏ tiếp rồi anh em ạ. Không thể tin được luôn. Về cửa thỏ tiếp rồi. Ui trời ơi, ngon quá anh em ơi. 200k kết hợp với bốn cửa đầu tiên. Mình đã thành công lên được 800. Quá ngon lành rồi anh em. Rồi thì lần này mình sẽ không thể đi vào một cửa này anh em nhá. Mình sẽ chơi lại với năm cửa đầu tiên. Ở đây mình sẽ đi 26, 28 kết hợp lọt với cá trắng luôn anh em này. Anh em thấy không ạ? 26 với cửa 200. Rồi, 6 cửa đây anh em ạ. Đúng rồi, tuyệt vời luôn anh em ơi. Như vậy đã về cửa thọ cho mình rồi. Mình sẽ nói cho anh em kết hợp từ 6 cửa nhá. Đây. Ở đây có anh em này, cửa thú có bốn cửa anh em kết hợp hai cửa nhá. Ở bên này vậy anh em ạ, cửa chim có bốn cửa anh em kết hợp hai cửa này. Hai cửa x2, một cửa x2 thú và một cửa x2 chim thì anh em đi một cửa nhá. Và có hai cửa cá trắng và cá vàng, anh em đi một cửa nhá. Nên nhớ là anh em phải kết hợp đúng chuẩn nhá. Không nên tập trung vào 5 đến 6 cửa và ba cửa về một vế anh em nhá. Như vậy là không được này. Ok chưa? Anh em phải đi đúng luật nha. Bốn cửa chim thì anh em đi hai cửa này. Bốn cửa thủ anh em đi hai cửa này. Mình đã nói rất rõ ràng cho anh em rồi đúng không ạ? Rồi anh em thì bây giờ mình sẽ tập trung lại với chuyên môn tiếp nha. Đây cửa vừa rồi mình đã không thành công thì bây giờ còn lại có 5 xong thôi. Anh em thấy không ạ? Mạng vẫn tiếp tục hơi lag anh em này, mạng không ổn định này. Như vậy là cửa này mình đã không đạt thành công rồi. Mạng quá kém anh em ạ. Không sao anh em nhá, thì bây giờ mình sẽ chờ một chút xíu để do mạng ở chỗ mình hơi yếu anh em ơi. Đây, thì xong cửa này mình sẽ kết hợp lại nhá. Rồi, xong vừa rồi anh em này, thì cửa này mình sẽ kết hợp lại tiếp cho anh em này. Vẫn là chưa thể qua được anh em ạ. Chỗ mình mưa quá lớn anh em nhá, do nên là mạng không thể ổn định được. Rồi, đây anh em thấy chưa, vẫn là mạng không ổn định này. Rồi không sao anh em ạ, chờ một chút xíu anh em nhá. Thì mình sẽ kết hợp trở lại tiếp cho anh em. Rồi chắc chắn là mình sẽ kết hợp sau cửa tiếp theo đây anh em ạ. Vẫn chưa thể được anh em ơi, vẫn không ổn định này. Không hiểu hôm nay làm sao anh em ạ, mưa lớn cho nên là mạng không thể ổn định được. Rồi anh em ơi, thì sau khi anh em này mình đã tham khảo kỹ anh em nhá, thì quyết định mình sẽ trở lại với cửa thỏ tiếp nhá. Ở đây hầu như là thỏ đang đổi về đôi khá nhiều, đúng chưa anh em? Chuẩn rồi anh em ạ. Sau khi mà mình đã kết hợp và tham khảo nhiều cửa
Thì cuối cùng anh em nhá, lựa chọn mình vào cửa thủ và đã thành công từ cửa thỏ anh em này. Ngon lành chưa anh em? 22 mẹ 9 rồi. Quá tuyệt vời. Như vậy là hôm nay mình đã kết hợp ăn non và gập thiệp anh em ạ. Sau 5 phút từ mức vốn 200 lên được 2 mét 9 anh em nhá. Mặc dù là mạng không được ổn định cho lắm nhưng mà mình cũng đã kết hợp thành công được anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này anh em nhá. Ok, chào anh em.